Nhà cái đế đó có duyên đó chú. Đây này đế nó rất là quái luôn. Mai này là mai nhà vườn, bên là mai mai vườn không nha cô chú. Dạ. Mai là tất nhiên là mình ở đây là mình bứng mai mai tại chỗ đây nha. Cây là yên tâm, khỏe mạnh. Lên nụ kim đó cô chú. Nè, có đây những cái nụ kim nha. Rồi cô chú ơi. Đang đi đầm đọt ngon, nó đang là phừng lên. Cô bà đọt cái hồng số không con nè. Số tiếp theo á cô chú mình. Đây là một cây tiếng vua nha cô chú. Dạ, tiếng vua. Này nó đang chạy nụ quá chừng luôn. Đây nè cô chú mình nhìn ha. Quá trời luôn nè, vừa xanh xanh. Vừa chạy nụ mà vừa đi đọt nữa. Cái nụ nè. Dạ. Dòm nó ngộ lắm. Nhìn nhìn nó ai mà không quen nhìn nổi như gà luôn. Rồi hả cô chú anh chị, rồi cô ba đo không con? Mình đo thông số nha. Dạ. Cái này hoa nó lạ lạ cô chú ơi, hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Nói chung với cây nó cái mặt giống nó cũng lạ nữa, cho nên mình rồi cứ quanh gốc nó là 15. Dạ rồi, cao nè. Cô chú mình thấy không, em quay vậy nụ nó nổi cục cục luôn. Tầng cao nó 43. Dạ, tầng ngang cô chú. Chiều cao nó, ủa chiều cao nó 43. 40 43 tầng ngang à, nãy cô ba đo tầng ngang. Tầng ngang nó 45. Đo mà cũng lộn nữa. Cao 43 đúng không? Rồi đúng rồi, nãy đo rồi. À chiều cao 47. 47 tầng ngang là nó 45. Rồi. Ừ. Bối rối vậy mới đúng á. Rồi. Đo mà đo còn đo thuốc ngược. Đây lại nhiêu. Rồi cái cây này thì mình cũng bao phí cho cô chú 500 nha. Dạ, 500.000 bao phí cho mã số 2, tiếng vô bông chùm nha cả nhà. Mã số 3 luôn cả nhà mình. Một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị. Nó rất già mùa rồi, mình đôn hết Tết này là nó có mặt bông hết nha cô chú. Dạ. Nay nó chạy nụ kim rồi nè. Một cây này cái đế cưng lắm nha cả nhà. Cái này về á cô chú, mình muốn sang qua cái chậu này cho nó sang, mình sang cái chậu kiểu nó bự to hơn nha. Dạ. Tại vì bây giờ là mình còn nằm trong cái thùng. Dạ. Về cho nó đẹp mình sang hơn thì mình vô chậu kiểu hoặc là cái chậu mũ lớn hơn á, mình chiêm phân lên thêm nữa thằng cho nó ăn, nó đủ sức ăn. Dạ, tại rồi. Bên đây nhiều quá rồi mình làm không có thời gian, mình làm không có xiết. Nhưng mà cây nó đang phát triển mạnh đàng hoàng nha. Dạ. Nó đang tạo nhánh non ra lên nữa đó. Nói chung rút dài là mùa này là nó đi phừng phực luôn á. Dạ rồi, cô ba báo thông số không con nha. Cái này có đế bàn quá đẹp luôn. Đâu có đo đế bàn được. Đo thôi mình đo quần thôi. Dạ, cô chú mình nhìn biết rồi. Đo đây đi. Cái cạnh cái thước lộn hoài. 16. Rồi 16 phải không? Quần thân 16. Chiều cao dưới rồi. Chiều cao nó 80. Rồi. Giá bán ngàn nó 54. Dạ rồi, cô ba báo giá không con? Rồi, cây này là mình gửi cho cô phí bao phí luôn nha, là mức giá là 700. Dạ, 700 bao ship cho cây mã số 3 nha cô chú. Nói chung là cô chú mua về là Tết là nụ dữ dằn luôn, nay nó kẹo rồi. Dạ. Số tiếp theo là một cặp siêu bông bình lợi mã số 4 nha cả nhà. Đó, cái này hàng gốc nhớt ha cô chú anh chị ơi. Đó, cái này cũ, cái cưng lắm nha. Đó. Cái này là cô ba có xếp chậu không? À, cái này giờ khỏi xếp chậu, tại nó khô rồi, cái bầu nó khô rồi, nó cứng dữ lắm nè. Dạ, nữa mình rút bỏ chậu lại. Không phải là mình tiết kiệm cái chậu, nhưng mà đi giữa đường đó nó bể cái chậu này, xi măng nó dễ bở lắm, nó bể cái chậu này thì cái cây mình nó không có an toàn cho tới nơi cho cô chú. Dạ. Chứ không phải là mình tiết kiệm cái chậu này. Chậu này có mấy ngàn. Ừ đúng rồi, cái chậu này nó có mấy ngàn, nó cũng có là bao nhiêu cái thân á. Rồi cô ba, cặp này là siêu bông bình lợi cô chú ơi. Rồi cô ba đo chiều cao giùm con ha. Chiều cao nó 47. Dạ rồi. Hai cây chắc cây nào cũng vậy thôi. Tương đương cô chú. Ờ cũng vậy thôi. Mình dạ. Để đo thử cái hoành đế nè. Cũ. Cũ nó 25. Dạ rồi. Bên kia nó cũng vậy luôn. Dạ rồi, mình... đo cây làm mẫu cô chú. Cái hoành cô ba đo cái hoành cái đi cô ba. Hoành này chắc có 9-10 nữa. Hoành 8 à. Hoành 8 ha cô chú. Ờ, rồi. 8 à. 8cm luôn. Cặp này cô ba giao lô nhiêu nè? À, cặp này thì mình giao lô 700 nha cô chú. Dạ, 700 bao ship cho cặp siêu bông bình lợi hàng gốc nhớt này nha cô chú. Khi này là cô ba sẽ bỏ chậu lại nha. Tết là có bông hết luôn á. Nay nó chạy nụ kim hết rồi. Dạ rồi cô chú mình. Thứ 5 là một cây bạch mai Thái nha cả nhà ơi. Đây, cô chú thấy nè, mình nuôi ở ngoài trời là nó cái lá nó xanh như vậy, nhưng mà nó vẫn sọc bạc vậy. Nếu mà mình về mình nuôi á, nó lên đọt đỏ. Nó đọt đỏ, đọt hồng vậy á. Nhưng mà mình nuôi ngoài trời nè, cô chú thấy cái lá là nó xanh như vậy nè nha. Dạ, nó có sức sống hơn á cô chú anh chị mình. Nó mạnh cây á. Đây nha, bạch mai Thái nha cả nhà ơi. Rồi cô ba đo hông số giùm con nha. Cây này nó có củ nè. Dạ. Củ nó có duyên lắm nè.
củ nó 25, phần thân nó 15. Rồi. Chiều cao nó 49. Tán càng nó, tán ngang nó 42. Rồi, báo giá em con cô ơi. Rồi cái này mình giao lưu cho cô chú 400 nha. Dạ, 400 bao ship cho cái bạch mai thái ạ. À. Số tiếp theo là mã số 6 ạ, à, một cây giảo lá gầy. Đây cô chú ơi, hoa nó cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Này cô ba, hàng vào mùa cô ba đông lại ha. Đông lại á. Dạ. Tết này là có bông hết luôn á. Rồi cô chú ơi, kẹo luôn ạ. Cô ba đã không số cô chú mình tham khảo nè. Cái này nó đế bàn nha cô chú. Đây, đế nó nè ha. Dạ. Thôi mình đâu hoành cổ đi. Hoành cổ nó 18. Cái này thì tổng đế nó thì mình phỏng phỏng thôi, không biết cách làm sao mà đo nữa. Sơ sơ thôi cô ba. Cô chú mình nhìn biết rồi. Thôi bây giờ cô chú nhìn đi ha. Nếu mà thấy vậy nhìn, tại vì đế nó chạy chạy khó đo quá. Nè cô chú, nè, hoành cô hoành nó là 10, nãy 18 đó cô ba. 18. Hoành 18 cô chú ơi, ở dưới này thì nó tầm khoảng hai mấy á. Rồi, mình là đo chiều cao và tàn ngang cô ba nha. Chiều cao nó 72. Rồi. Tán ngang nó 61. Nói chung cái này là mình đo cái nào mình cũng từ hao, chứ mình không có đo mà để lấy hết thuốc, hết mức để ăn gian cô chú nha. Dạ mình rồi. Đo cái nào mình cũng từ hao về nên cô chú yên tâm, thấy cái cây là cô chú tin tưởng mình và vườn. Dạ cô ba báo giá một con nha. Rồi cái cây này là 800. Dạ, mình 8, bao phí cho cô chú luôn nha. Dạ rồi cô chú ơi, giảo lá gai ha, 800.000 bao phí ạ. À. Số 7 luôn cả nha. Trời ơi cô ba ơi, quá tí. Nó thấy lên, nó lên mặt bông giờ nó chạy nụ giùm, thấy ghê không? Ốc cục nổi luôn cô chú. Đúng rồi, tự nhiên mình thấy mình cũng ốc nổi á. Nổi da gà luôn. Con thấy cái này nó sợ sợ hồi đó. Hồi đó thấy sợ sợ mà giờ nhìn viết quay viết nhìn cũng quen quen rồi. Đúng rồi. Nhìn viết cũng ghiền cô chú. Nè. Đó. Trời ơi. Ai mà giống như em á, lần đầu qua chắc nhìn sợ nổi ở nhà luôn. Mình tưởng tượng làm như mấy người mà người ta nổi ghẻ hay gì vậy á. Nhìn tôi như nổi ghẻ hết trơn. Ồ, cái này nó già dữ cô ba. Già dữ lắm rồi. Dạ, rồi cô ba đo không số con nha. Nãy giờ cho cô chú mình coi dàn nụ nó hết biết. Mà cái gốc nó làm như nó muốn sù sù vậy á, làm như mây sù vậy. Dạ. Rồi hoành thân 17. Rồi. Tán ngang 55. Rồi, ủa chiều cao 55, tán ngang 57, 47. Dạ. Tán ngang 47, chiều cao thì nó 55. Dạ. Rồi cây này mình cũng báo giá cô chú thì 500 nha. Dạ, 500.000 thôi cô chú ơi, để cho cô chú mình sưu tầm giống. Nói chung mà mình bán cho cô chú, nếu mà cô chú nào có thấy ưng ý thì mua sưu tầm về là mình vừa ghép rồi vừa mình chơi luôn. Dạ. Mã này là mã số 7 nha cả nhà. 500 bao ship cho cây tiếng vua. Dạ, tiếp theo là mã số 8, một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú mình. Ồ đế đẹp lắm cô chú ơi. Cái tàn này ha, quá trời cái tàn, củ đế có nha cả nhà. Và cái này là hàng cô ba ghép tầm khoảng chừng mùa mấy nha cô chú? Đúng rồi. Dạ. À cái này mình nữa như thì thí dụ mà chừng nào cô chú mua thì mình vô dây lại nha. Dạ. Mình vô dây mình chỉnh sửa cho cô chú rồi mình cứ gửi. Rồi cả nhà ơi, cây khá là đẹp luôn nha. Tàn quá trời đẹp cô chú. Cô ba đo không số đi cô ba. Hoành đế 49. Dạ. Hoành thân 17. Rồi. Chiều cao 56. Dạ. Tán ngang 53. Rồi. Siêu bông Sài Gòn cả nhà ơi, chơi tết siêu bông Sài Gòn. Rồi cô ba giao lưu sao cô ba? Okay. Cây này cô ba giao lưu 700 nha. Dạ. 700.000 bao ship cho cây siêu bông. Đấy. Sài Gòn hết cả nhà. Này đế đẹp lắm cô chú. Về dạ. Mình vô một cái chậu kiểu nó có duyên lắm cô chú ơi. Dạ rồi. Số 9 nha cả nhà ơi, mã số 9 là một cây siêu nụ Bến Tre ha. Cây này thì nó na ná Sài Gòn nhưng nó có khác một cái là mắt lá nó khít hơn, cái nụ nó khít hơn cả nhà. Cái hoa nó thì nó không to bằng Sài Gòn, nó 80 với Sài Gòn hết cô chú anh chị. Nhưng mà được cái là nụ nó cực kỳ kẹo giống như tiếng vua nha. Rồi, cây này có củ đế đẹp nha. Con nhờ cô ba đâu không số nha cô ba. Cái này đế đẹp quá. Ừ, cái củ cũng bự, còn có duyên nữa. À, hoành đế nó 43. Dạ rồi. Hoành thân nó 15. Tán ngang 49. Dạ. Ủa ta chiều cao 49. Cứ lộn hoài. Tán ngang nó 45. Rồi, cô ba báo giá con nha. Rồi cây này mình giao lưu với cô chú là 700 nha. Dạ, 700.000 cho cây siêu nụ Bến Tre. Bao phí, cây này là mã số 9 nha mẹ nha cả nha. Đế rất là đẹp đúng không cô? Dạ. Chú
Rồi, cô chú mình tham khảo nha. Theo là mã số 10. Đây cô chú ơi, một cây Sài Gòn hết cô bà. Siêu bông Sài Gòn. Dạ, rồi. Này đế đẹp lắm nè. Dạ, này đế có duyên. Đó, đế có duyên lắm. Rồi cô ba đã không xấu anh cô ba. Cái này mình đo sơ sơ thôi. Cái cũ á cô chú. À, hoành đế nó 29. Tổng cũ là 29 ha. Rồi hoành thân nha. Hoành thân nhiêu nè? Hoành thân 16. Hoành thân 16 cả nhà. Chiều cao nó 54. Dạ. Tán ngang nó 56. Tán ngang 56 luôn. Rồi cây này có bao giao lưu nhiêu cô ba? Rồi cây này mình giao lưu 600 nha cô chú. Dạ 600 ngàn bao ship cho cây siêu bông Sài Gòn mã số 10 nha cả nhà ơi. Tiếp theo mã số 11 với cô ba. Rồi mã số 11 là bình loại nha cô chú. Dạ siêu bông bình loại cả nhà mình ơi. Hỏi cái cây nè cô chú mình coi ha. Cái này nó em bên nhà vườn em chỉnh sửa lại hết rồi đó cô chú. À. Cái này là Tết là có mặt qua mình chơi luôn. Nay nó chạy nụ kim hết rồi. Cái đế nó cũng khá là xinh nha cả nhà. Nè. Đây cô chú. À. Cái này cầm đã tay lắm luôn. Rồi cô ba đã không số còn nha. Cây này nó già cô chú ơi. Cái cốt mập lùn ha. Cô ba đo cái tổng đế trước ha. Giờ mình đo tổng đế. Tổng đế nó 46. Dạ rồi. Rồi cái hoành thân đó cô chú ơi. Hoành thân nó 18. Dạ rồi. Chiều cao nó 65. Dạ rồi. Tán ngang con cũng 65 luôn. Dạ cô ba xin dòng con ha. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi báo giá cô chỉnh sửa rồi có duyên lắm. Dạ. Cây này là mình bao phí tới nơi cho cô chú thì 1 triệu nha. Dạ 1 triệu bao phí cho em này ha cô chú anh chị ơi. Siêu bông bình siêu bông bình lại. Dạ mã số 11 ạ. Dạ rồi mã số tiếp theo là mã số 12 ha cô chú. Một cây siêu bông bình lại nha. Rồi. Này đế quá nha cô chú. Dạ đế đẹp. Đó, đế hình thú luôn nè. Nói chung là thú luôn á. Dạ. Nó sao nó có đích nữa nè. Dạ. Đế cái này duyên lắm nha cả nhà. Rồi, cô ba đo này số. Rất là duyên dáng luôn. Giờ mình đo là tổng đế nha. Tổng đế nó 44. Hoành thân nó 20. Chiều cao nó 56. Tán ngang nó 66. Rồi. Rồi cây này mình giao lưu với cô chú là 900 mình bao phí nha. Dạ. Mà trong khi mình gửi cho cô chú là mình phải bỏ cái chậu ra nha. Dạ rồi. Tại vì cái chậu này nó không có nhiêu tiền hết trơn mà mình sợ nó gã giữa đường á. Rồi nó đổ bể cái cây mình nó sợ nó không an toàn. Mình lấy ra mình bó bầu á, mình đi cho nó an toàn nha cô chú. Dạ 900 ngàn cho cái siêu bông bình lợi này nha cô chú mình ơi. Cây già ha. Tết này là bao hoa cho cô chú mình luôn ha. Này nó có chạy nụ kim nè. Dạ rồi. Theo mã số 14 à. 14 cũng bình lợi nữa nha cô chú. Rồi, cái siêu bông bình lợi cả nhà cái đế đó có duyên cô chú. Đây này đế nó rất là quái luôn. Mai này là mai cơ. Nhà vườn bên là mai mai vườn không nha cô chú. Dạ. Mai là tất nhiên là mình ở đây là mình bứng mai mai tại chỗ đây nha. Cây là yên tâm, lên khỏe mạnh. Lên nụ kim á cô chú. Nè, có đi những cái nụ kim nha. Rồi cô chú ơi. Đang đi đầm đọt non nó đang là phừng lên. Cô ba đọt cái hồng số một con nè. Ôi cái củ này dữ rồi ta. Cái cưng quá, củ nở như củ mì. À, cái củ nó 33. Dạ. Cái cổ nó 16. Rồi. Chiều cao nó 56. Tán ngang nó 50. Rồi. Đây. Dễ thương. Rồi cô ba báo giá một con ha. Rồi cây này là 1 triệu nha cô chú. Mình bao phí cho cô chú luôn nha. Dạ, 1 mình triệu bao cho bao tới nơi cô chú luôn. Nhưng mà cái chậu thì mình hồi nào mình cũng nói là mình bỏ lại nha. Dạ, không rồi. Phải cái chậu mình tiếc nhưng mà cái chậu nó đi nó dễ bỏ lắm. Dạ rồi hãy cô chú mình tham khảo em mã này nha. Rồi mã số tiếp theo là mã số 15 ha. Một cây cúc phượng thanh trân nha cả nhà. Cái tàn đã ghê rồi. Quá tờ kẹo luôn. Nhìn thấy gì nha cô ba. Ồ cái này Tết mà nó ra bông một cái chứ còn không diễn tả luôn. Dạ cái này là nó có mở mặt lá là mở ngọc bông luôn. Nay nó chạy nụ kim vậy nè. Dạ nó có nụ kim rồi cô chú ơi. Cây này rất là sung khỏe nha. Tàn như cúc hôm sau luôn trời. Nó cứ đeo luôn rồi. Nha cô chú nè nụ rồi. Ồ giờ nó Tết nó còn đi nữa. Nó đi dữ lắm. Nó nhại đi dữ lắm. Ừ. Tại này cô ba bấm chứ cô ba không bấm là nó mấy cái đọt này nó xả. Nó sụ xuống lòng thòng xuống vậy đó. Nó có duyên lắm. Giờ mình đâu quên thẳng cô chú mình coi cái cốt đó nha. Trời ơi cái cốt này hết thần luôn. 17.
Dạ. Này có ba mùa có hơn cô ba. À, cái này hả? Cái này nó già lắm rồi, mình hàng đơn mà. 65. Chiều cao 65. Đây là cái mắt ghép bằng cái cốt chỗ này nè cô chú, khủng khiếp không? À 8000 nó 60, chiều cao nó 65. Dạ rồi, 8060, chiều cao 65. Rồi cô ba báo giá con. Rồi cây này là mình bao phí cho cô chú là 700 nha. Dạ, 700 bao ship cho em này cô chú ơi. Mã tiếp theo luôn. Mã tiếp theo mình cũng là một cây cúc phượng thanh tân nha cô chú. Mã 16 nha cả nhà. Mã 16. Đây. Cây nó rất là xinh xê, nó lùng liền mà nó xinh xê dữ lắm. Trong cái clip này thì được một cặp cúc phượng nha. Cô chú mình có lấy hết một cặp thì cô ba để giá ưu đãi cho nha. Rồi mình đo nha, mình đo mình thân nha. Cây này thân 13. Dạ, ôi ô cái cốt nè. Ăn tiền cái cốt thôi chứ để gọi cái cốt cho cô chú mình coi. Nó liền hết tên. Cũng khiếp, nó già, nó liền hết rồi. Dạ. Chiều cao nó 52. Ừ. 8000 nó 58. Rồi. Rồi cây này mình cũng báo giá là 700 nha cô chú. Dạ. Nếu mà cô chú có lấy một cặp thì mình ưng ý thì lấy một cặp thì mình bớt cho cô chú, còn như thí dụ mà một cây thì giá 700. Dạ rồi, 700.000 cho mã số 16 ha cô chú ơi. Đó. Số cuối clip ngày hôm nay là mã số 17 nha cả nhà, một cây siêu bông bình lợi luôn ha. Trời ơi cái cây này cái lùng lực cô chú ơi, cái dáng trực luôn nha. Cưng quá ta. Ôi nè, đế đẹp nha. Cô ba đòi thông số mình còn cái cô ba học cho cô chú mình coi cái tài sao đi. Ở cái đế nhìn mê quá ha. Quá tờ cái đế luôn. Cái này mà về mà vô một cái chậu kiểu mình đế mà để Tết mình trưng một cặp trước cửa nhà thôi. Là đó, sang được luôn. Thơm lắm cô chú, hoa nó thơm dữ dằn luôn. Rồi hoành đế nó 50 nha. Dạ rồi cô ba đòi cái hoành thân mình con cái. Mình gỡ cái này ra. Cho nó xuống đây đi. Dạ. Rồi hoành thân nó 20. Dạ hoành 20 cả nha. Ấy cái nó rồi rồi bỏ cái cọng nó đi hồi gửi ra sao. Rồi hoành thân nó 20. Rồi. Chiều cao. Chiều cao nó 61. Rồi, 8000. 8000 nó 60. Dạ rồi. Xây vòng đi cô ba. Rồi cô ba báo giá một con cây này ha. Rồi cây này là 1 triệu nha cô chú. Dạ. 1 triệu bao ship cho cây siêu bông bình lợi nha cô chú mình ơi. Cây này mã cuối clip luôn nha. Rồi. Dạ rồi thì qua mong cái clip này cô chú mình chọn được mã ưng ý về sưu tầm ha. Thì em kết thúc video của mình tại đây. Cô ba mình chào khán giả nha cô ba. Dạ mình chào khán giả nha, chào bà con cô chú anh chị gần xa. Nếu mà có xem được cái clip của Phúc An á, xin cô mong cô chú anh chị nếu mà có ưng ý cây nào á, xin ủng hộ bên vườn của cô bé ba. Nay là một ngày mới thì em có xin chúc cô chú anh chị gần xa làm ăn phát tài phát lộc và một ngày được bình yên sống cuộc sống im ấm nha. Dạ rồi, rồi. Dạ em chào tạm biệt cô chú ha. Số điện thoại cô ba thì em sẽ ghim trên tiêu đề ạ. Rồi một lần nữa xin chào cả nhà mình nha.